Xin chào quý vị và các bạn. Thì mình lại gặp nhau trong cái chương trình khui cái đơn hàng trên mình mua ở trên các cái sàn giao dịch điện tử như Lazada, Shopee hoặc là Tiki. Thì trong video này mình sẽ làm một cái video là để khui một cái đơn hàng, đó chính là một cái cuộn dây điện 500m nè. Cuộn dây điện 500m. Đây là cái cuộn dây cáp điện thoại, hay mình gọi là dây cáp đồng đó. Mình thì chuyên lắp camera. Chính vì vậy là mình cần phải có những cái cuộn dây cáp này. Thì khi mình đi những cái cuộn dây cáp này, thứ nhất là nó đảm bảo về cái chất lượng đường truyền nè, rồi nó cực kỳ bền, và đặc biệt đó là giá thành nó sẽ tốt hơn đi dây điện. Và cái ưu điểm của cái dây điện này là chúng ta hoàn toàn có thể là đi ở ngoài trời, cái độ mà chống mưa nắng của nó thì cực kỳ tốt luôn, và nó có thể là chịu được cái mưa nắng là theo như nhà sản xuất nói là trên 50 năm. Thì sản phẩm này mình mua một shop ở trên Shopee, và tuy nhiên là cái sản phẩm mà đóng gói và cái tên đó là công ty cổ phần Sài Gòn gì nè. Vâng, đây là dây cáp viễn thông 500m. Cái loại dây cáp này thì có trên thị trường có hai loại nha. Một loại là cái dây tín hiệu nè. Cái dây tín hiệu nó chỉ có là một loại duy nhất. Còn ở đây thì mình mua cái loại này là cái dây tín hiệu của nó là tới 7 sợi nè. Đây chúng ta thấy nè. Cái dây đỏ là 7 sợi nè. Rồi cái dây trắng cũng 7 sợi nè, là gọi là dây mềm đó. Khi chúng ta mà cắt nối hoặc là chúng ta đi vào cái phích cắm nó rất là dễ. Còn cái dây cáp chịu lực nó rất là lớn đó, dây cáp chịu lực nó cũng 7 sợi luôn. Thì nếu chúng ta đi trong nhà thì chúng ta có thể xé cái dây cáp chịu lực ra, còn nếu chúng ta đi ngoài trời thì chúng ta sẽ dùng cái cáp chịu lực này, chúng ta căng ra thì rất là tốt luôn. Đấy, thì đây là nguyên một cái cuộn dây của mình luôn. Thì mà nói luôn quý vị của anh chị và các bạn là mình mua nguyên cái cuộn này là giá 1.300.000 đồng, 1.300.000 đồng cho một cái cuộn dây như thế này nè. Đấy, chúng ta thấy cực kỳ êm luôn. 500m thì tính ra 1m nó chưa được 3.000 đồng, và khi chúng ta đi camera thì cực kỳ lời, cực kỳ êm luôn. Nói chung là bao chắc bao êm. Thì mình vừa làm một cái video là để khui cái đơn hàng mình mua trên Shopee. Thì đối với cái đơn hàng này thì đặc biệt là mình không có khui ra gì cả, nói chung nó có sẵn đây luôn rồi. Thì trọng lượng của cái nguyên cái cuộn dây điện này thẳng mình cho chúng ta xem luôn. Đây mình bỏ lên một cái cân nha. Đây cái cân nè, cân 30kg nha. Mình bỏ lên chúng ta xem. Đấy. Đấy, trọng lượng là gần 11kg. 11kg cho một cái cuộn dây điện như thế này thì chung là cực kỳ chất lượng. Mình mua với giá 1.300.000. Đấy, thấy các bạn em không? Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.